Vậy em nhờ chị nha. Có gì đâu mà. Cảm ơn nha. Mình phải tận dụng, nhân thêm lên vài bản. Của em đây. Chị in đủ các bản rồi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi em làm việc đi. Chị cũng thấy đau lưng quá nên chị về nghỉ ngơi trước nha. Ok, vậy chị về nghỉ ngơi ha. Ừ, tạm biệt em nha. Cô có biết tội khai man và bao che cho tội phạm giết người sẽ nhận hình phạt nặng như thế nào không? Dạ em không biết ạ. Dạ em không hề thông đồng hay bao che cho tội phạm. Vậy tại sao chúng tôi tìm thấy hình ảnh trích xuất từ camera lúc 11:30 ngày 16 tháng 9, khi Kiệt vừa rời khỏi khách sạn thì có một người điều khiển xe Everest màu đen mang biển số 51A 22511 chạy vào khách sạn và thuê phòng ở đó cho đến 15:45 ngày 17 tháng 9 rời khỏi khách sạn. Cùng thời điểm đó tại khách sạn, nạn nhân Vũ Gia Kiệt đã chết trong phòng 304. Dạ đúng là hôm đó có một vị khách đến thuê phòng. Vậy thì tại sao ở trong số lưu cô không có ghi và cũng không khai báo với chúng tôi? Có phải cô thông đồng với tên này để hạ độc Vũ Gia Kiệt không? Dạ không có. Dạ không phải như vậy ạ. Đúng là hôm đó có một vị khách đến thuê phòng, nhưng mà vị khách đó không mang theo giấy tờ tùy thân, cho nên là theo nguyên tắc của khách sạn thì khách không được ở lại. Nhưng mà vị khách đó có cho em một ít tiền, cho nên là em cho vị khách ở lại mà không ghi vào sổ. Lúc mấy anh hỏi em không nói, là vì em sợ ông chủ biết được em sẽ bị đuổi việc ạ. Nếu bây giờ gặp lại, cô có nhận ra gương mặt của hắn không? Dạ có. Được rồi, chúng tôi tạm tin lời khai của cô. Bây giờ cô cứ về khách sạn làm việc bình thường, nhưng mà nhớ không được rời khỏi nơi cư trú. Nếu chúng tôi cần, tôi mời cô lên đây hợp tác bất cứ lúc nào. Dạ, dạ, dạ em cảm ơn anh ạ. Phải thừa cơ thực hiện cho được kế hoạch này. Chỉ cần ông ấy ký xác nhận là kế hoạch sẽ thành công. Có vẻ như lời khai của Trương Thị Yến là thật. Tên hung thủ đã khôn ngoan, lợi dụng được lòng tham của cô ta để được ở phòng khách sạn mà không lưu lại giấy tờ tùy thân. Như vậy là tên sát thủ này đã có một kế hoạch rất là chuyên nghiệp, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành động.
Thưa anh, đã xác minh được biển số xe của người đàn ông chạy vào khách sạn mà Kiệt lưu trú và tử vong ở đó là biển số giả. Như vậy mọi thứ đã rõ. Chúng ta có thể khẳng định đây là một vụ mua sắt. Nội ăn nhiều vô nha nội. Cảm ơn con. Mai à, có con ở lại ăn cơm với nội. Vui bà nội mới ăn nổi. Nhà này có vậy chứ tụi nó đi vắng hoài. À, vậy chứ thằng Phương nó nói chừng nào nó về? Chắc cũng sắp về rồi đó nội. Ừ. Ăn mạnh dạn lên nha. Dạ. Con chào ba. Chào con. Con. Má. Ăn cơm ngồi ăn đi con. Con tiếp khách no rồi má. Ờ. Chà, coi bộ con mệt dữ vậy. Con đỡ rồi. Thôi, con vào trong nghỉ ngơi chút xíu nha. Má và Trúc ăn cơm đi. Ờ. Ăn đi con. Vậy đó, bữa nào cũng đồ ăn ê ê, mà không có đứa nào ăn trời. Đây là hai viên thuốc có thể gây chấn váng và mờ mắt. Muốn giải thì nạn nhân phải uống thật là nhiều nước. Nhân lúc Hoàng Phương và Trâm Anh vắng nhà, mình phải thực hiện trót lọt kế hoạch này. Vào đi. Con chào ba. Ba ăn tối rồi á, thì ba uống thuốc thêm đi ba. Còn có lấy nước cho ba rồi. Con để nó đi, lát ba uống. À, ba uống luôn đi. Để con dẹp ly luôn. Để con lấy thuốc cho ba nha. Hồi sáng ba uống thuốc có thể đỡ hơn không ba? Ba đỡ nhiều rồi, cảm ơn con. Dạ, ba đưa con, để con dẹp cho. Ba nghỉ ngơi đi nha. Em mới đi làm về hả? Có mệt không? Ừ, ngày hôm nay em soạn thảo như hợp đồng, muốn mỏi cả mắt luôn. Vậy hả? Tội nghiệp quá. Mà em ăn gì chưa? Em chưa ăn gì hết á. Vậy anh chở em đi ăn gì ngon ngon nha. Ừ. Bé ơi, anh ra ngoài xíu nha. Dạ.
Đi. Dạ. Đợi một chút, sắp xong rồi đây. Wow, thơm thiệt đó nha. Anh em làm xong chưa? Anh sắp xong rồi đây. Rồi, đây nè. Rượu đây. Tối nay cả nhà mình no say nha. Dạ. Nhưng bé An Nhiên ăn thử trước. Dạ, em cảm ơn anh nha. Ừ. Sao, có ngon không? Ngon hảo hạng luôn á. Dạ. Ngon thiệt dạ. Luôn á. Nhà mình cũng nâng ly nào. Dạ. Vô. Vô. Con. Dạ ngon mẹ. Ăn nhiều nha. Dạ. Đây nè. Ăn đi. Ăn đi. Dạ nè chị. Cảm ơn em. Cả nhà thấy sao? Tài nghệ của em như thế nào? Ngon quá. Ngày mai em sẽ đưa Trúc về dưới Sài Gòn. Anh chị thất hứa với em hả? Không phải. Thật ra anh chị còn nhiều việc ở Sài Gòn chưa giải quyết. Khi nào mà anh chị xong việc á, thì anh chị sẽ lên đây thăm em nha. Thôi An Nhiên, con đừng làm khó anh chị nữa. Thật ra ngay từ đầu em biết hai anh chị sẽ không ở đây với em rồi. Thôi hai anh chị về Sài Gòn đi. An Nhiên ngoan quá. Thôi, khi nào anh và chị Trúc xong việc thì anh và chị sẽ lên đón hai mẹ con về để ăn đám cưới của anh chị nha. Thiệt hả? Thì vậy là em được về Sài Gòn ăn cưới của hai anh chị hả? Ừ, tất nhiên rồi. Vậy là em không buồn nữa. Chị Trúc mặc áo cô dâu chắc đẹp lắm á. Đúng vậy. Chứ gì, chị Trúc của em là đẹp nhất trên đời rồi. Nào, mình nâng ly. Dạ. Đây sẽ là thời cơ thuận lợi cho mình. Vào đi. Ba ơi. Có vẻ như ông ấy đã bị ngấm thuốc. Nè ba, đây là hợp đồng bên phim mà Trâm Anh hồi chiều gửi cho con, để đưa bà ký gấp, nộp vào ngày mai đó ba. Nhờ ba thay Hoàng Phương ký giúp con. Ba nhức đầu quá, để mai ba ký cho. Dạ không được ba ơi, cái này rất là quan trọng và cần phải ký gấp, vào ngày mai còn phải nộp nữa ba. Ba giúp con nha ba. À...
Còn nữa nè ba, ba cố gắng ký giúp con nha. Ở bên đây. Con cảm ơn ba nha. Ba nghỉ ngơi nha ba. Được rồi, mình đã làm được rồi. Chỉ cần đóng dấu một vòng nữa thôi là hợp thức quá. Điều mà mình từng mong ước cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Không được để cho Hoàng Phương biết được sự việc này. Con sao vậy con? Hả? Mẹ, lấy cho con ly nước uống thuốc. Trúc, lấy cho ba ly nước uống thuốc nè. Vô. Đi một mình cái kiểu này. Trúc à, Trúc, lấy cho ba ly nước uống thuốc nè.
Nội, đây nè nội, ba bị sao vậy nội? Ba mệt chứ làm sao. Dạ cảm ơn má. Sao con đỡ không? Nằm xuống đi con, nằm xuống cho nó đỡ nha con. Nghe. Ráng, ráng lên. À, con đắp cái chân đi, con đắp cái chân này. Con thấy đỡ không con? Để hợp đồng kia có hiệu lực thì ông cần phải... Tội nghiệp con trai của tôi. Thôi, em xin phép chị, tụi em về Sài Gòn nha. Ừ. Chị chúc hai em luôn bình an và hạnh phúc. Em cảm ơn chị. Em không muốn rời xa anh chị đâu. An Nhiên ngoan, lớn rồi không khóc nhẹ nha. Em phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ chứ. Đợi khi nào anh chị rảnh thì anh chị sẽ lên thả diều với em nha. Dạ. Em ở nhà ráng nghe lời mẹ, giữ gìn sức khỏe để mai còn đi học nghe chưa. Dạ. Thôi, tụi em đi nha. Ừ. Anh đi nha. Chị đi nha. Anh chị nhớ về thăm em nha. Anh chị nhất định quay lại thăm em. Nơi đây từng lưu giữ kỷ niệm của hai chúng ta, nên anh nghĩ em không nên ở lại đây nữa. Em ở đây cũng được mà. Em thấy em ở quen rồi nên không sao hết. Nhưng anh không an tâm. Vợ của anh á phải ở một nơi tiện nghi khác. Bây giờ em theo anh đi thuê nguyên căn mới luôn. Em trả lại nhà đi, anh sẽ đi thuê căn mới cho em. Mình em ở thôi à, anh không cần thiết thuê căn hộ rộng vậy đâu. Căn hộ rộng rãi thoải mái mà. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, em đã chịu thiệt thòi rồi, cứ để cho anh lo. Nhà bếp ở đây thật là rộng rãi,
Sau này mỗi ngày em sẽ nấu cơm cho anh ăn nha. Vậy thì còn gì bằng nữa. Ở đây đẹp quá. Trúc à, anh yêu em nhiều lắm. Anh mới đi công tác về hả? Cô đúng là kẻ vô liêm sỉ mà. Mình không thể ngờ là mình đã từng âu yếm với cô ta. Sao trong mặt anh hơi nhợt nhạt? Anh mệt hả? Anh à, anh hơi mệt. Bây giờ anh phải lên công ty họp gấp. Anh à, anh có biết là bà cắt chức em rồi không? Em ở nhà không có làm gì hết. Hay là anh xin ba cho em đi làm việc lại đi anh. Một khi ba đã quyết định, không ai ngăn cản được đâu. Em ở nhà đi. Sao anh ta có vẻ như lạnh nhạt với mình? Có điều gì đó hơi bất thường thì phải. Chủ tịch, tên Tùng đã thuê một phòng trọ trong căn nhà này để lẩn trốn, chứ hắn không hề về quê. Thằng này cũng xảo quyệt thật, phải tóm nó cho bằng được để hỏi chuyện. Dạ. Dạ, con nghe đây cô. Trâm hả con? Dạ. Sao bữa giờ cô gọi cho con quá trời mà không được vậy? Bữa Hoàng Phương có gọi cho cô hỏi con á, là có về quê không đó. Dạ, con đi chơi cho nên là con tắt máy đó cô. Vậy sao? Mà sao con cứ tắt điện thoại hoài vậy? Mỗi lần mọi người không liên lạc được với con là mọi người lo lắng lắm luôn, con biết không? Dạ, con xin lỗi. Từ giờ con sẽ không tắt máy nữa. Hứa đó nha. Dạ. Rồi hổm đài con có khỏe không? Dạ con khỏe rồi cô. Công việc của con có tốt không? Dạ con đang xem xét để đi tìm việc mới cô à. Ráng nha. Rồi nhớ sắp xếp về thăm cô đó nghe không? Dạ con biết rồi.
Con chào cô. Ừ con. Đúng vậy, nó có thai với Hoàng Phương. Cô làm ơn sống cho đàng hoàng tử tế giùm. Nếu giữ cái thói giật chồng, phá vỡ hạnh phúc của chị gái mình thì đừng bao giờ xem tôi là mẹ của cô nữa. Tôi không có loại con mất dạy vô liêm sỉ như cô. Thật là xấu hổ. Mẹ, đừng có kêu tôi là mẹ. Tôi không có loại con như cô. Con sẽ cố gắng tìm cách giải quyết cho Trâm trông êm đẹp, để mẹ không phải xấu hổ vì những việc mà Trâm đã gây ra. Mời vào. Anh ký giùm em mấy cái hợp đồng này cho ekip mới á, để em gửi cho họ. Được rồi, em cứ để đó anh xem xét rồi sẽ ký. Vậy em đi trước nha. Ừ. Anh kêu tôi hả? Chủ tịch muốn gặp cậu. Đứng dậy. Đi. Ông là ai? Sao bắt tôi? Cậu là cậu Tùng, giám đốc công ty ánh sáng hả? Cậu xem đi. Dạ. Dạ tôi. Cậu thành lập công ty, xuất hóa đơn giả cho công ty tôi, đã chiếm đoạt số tiền 11 tỷ đồng. Dạ chuyện này. Với số tiền này, tội cậu rất nặng, cậu biết chưa? Chú ơi, chú, con không biết gì hết á chú. Con chỉ nhận tiền của người ta con làm thôi. Con bị người ta xui khiến á. Con chỉ làm công ăn lương thôi à. Con chỉ nhận tiền người ta thôi à. Con không biết gì hết á chú. Chú tha cho con nha. Xui khiến à? Dạ. Ai xui khiến cậu? Khai báo. Dạ, thật ra công ty ánh sáng á chỉ là sân sau của Blue Sky thôi. Sân sau của công ty Blue Sky à? Hả? Dạ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, mày chỉ cần nói cô ta là chủ mưu trong vụ rút ruột của công ty, còn mày chỉ là tay sai thôi. Tội của mày rất là nhẹ. Là do chị Ngọc Trúc. Chị Ngọc Trúc sai khiến con. Con chỉ làm theo lời của chị ấy thôi, để chiếm đoạt tiền của công ty Blue Sky. Con không biết gì hết chú. Chú tha cho con nha. Cậu nói cái gì? Dạ. Chính Ngọc Trúc dàn dựng lên à? Dạ đúng vậy. Là do chị Ngọc Trúc sai khiến con. Chứ con không biết gì hết á. Con chỉ nhận tiền của chị ấy thôi à. Chú không tin á, chú đi hỏi chị ấy đi. Nè, tội vu khống rất nặng biết chưa? Dạ con biết. Con thề với chú luôn á. Chú cứ đi hỏi chị đi, là chú biết liền à. Thôi được rồi. Nếu như cậu khai man, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dạ, dạ con biết.
Chuyện lấy thêm hàng sao rồi? Em có gọi điện với thằng A Đông rồi. Nó nói hẹn gặp để trao đổi. Trao đổi cái gì nữa? Mơ. À, con. Ngọc Trúc đâu mơ? Con kiếm Ngọc Trúc hả? Dạ. Nó đi ra ngoài, chắc cũng sắp về rồi đó. Sao? Con thấy sao rồi? Con ổn mà, con không sao đâu. Ổn cái gì? Giữ gìn sức khỏe đó. Dạ con biết rồi, má xem tivi tiếp đi. Giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Lẽ nào Ngọc Trúc là loại người gian xảo và mưu mô như vậy, trong khi đã là con dâu và là vợ của Hoàng Phương? Không thể nào tin được. Nội. Con à, con vô phòng gặp ba con ngay đi. Có chuyện gì hả nội? Không biết có chuyện gì mà ông nói cần gặp con gấp lắm đó nha. Ờ, dạ. Là có chuyện gì mà có vẻ căng vậy? Giờ này đáng lý ra ông ta phải ở công ty chứ. Không lẽ nào ông ta phát hiện ra chuyện ký hợp đồng sang nhượng rồi sao? Đồng vẫn còn nguyên. Có khi nào ông ấy gặp Trâm Anh và hỏi lại chuyện ký hợp đồng? Mình cũng không thể để bản hợp đồng này ở đây được. Lỡ như Hoàng Phương phát hiện ra thì không ổn. Mình phải mang cất cái này ở nhà mẹ. Dạ con nghe nè ba. Con xuống phòng gặp ba một chút đi. Dạ.
ba nằm đây vậy ba? Ba, ba ơi, ba. Nội, nội ơi, nội ơi. Hả? Nội, nội. Hả? Ba con bị làm sao rồi nội? Ba ơi, ba ơi. Cái gì? Ba ơi. Cái gì? Ba sao rồi ba? Cái gì? Nội ơi, nội. Ba còn dắt cháu nội ba đi học nữa ba ơi. Ba nội ơi. Alo. Anh ơi, bà chết rồi anh ơi. Cái gì? Bà bị đột quỵ rồi chết ở trong phòng. Anh mau về đi. Gian dối phần ai trao đổi rồi đây có vui không vẫn ba. Không ba. Ba ơi. Ba ơi. Anh đúng là đồ vô đạo đức. Hôm nay anh mang cả nhân tình về ngồi chung mâm cơm với gia đình thì nguyện vọng của ông là muốn trao chức vị chủ tịch hội đồng quản trị và chuyển nhượng 40% cổ phần cho cô Nguyễn Hồng Trúc. Cái gì?